Xin chào mọi người, Duyệt đã trở lại với một không gian hoàn toàn mới. Đối với bạn nào chưa biết thì mình đang đi du học ở Đức và mình làm video để chia sẻ về thời trang, xu thế và đặc biệt là giày. Trước khi bắt đầu chủ đề đang gây rất nhiều tranh cãi này, mình muốn nói đây chỉ là một video sưu tầm và chia sẻ kiến thức, không có ý cổ vũ hay là phê bình, chỉ giúp các bạn hiểu hơn về một trào lưu đang thịnh hành hiện nay. Mình cũng như khá nhiều bạn mới nhìn lần đầu thì thấy những đôi GG rất là xấu hoặc không hợp với dáng của mình, không hợp với gu ăn mặc của mình, vân vân và mây mây. Nhưng hàng ngày nghe người ta nói về nó, nghe người ta khen về nó, người ta phát cuồng vì nó, nên là tự nhiên mình cũng thấy thích dần đều và cuối cùng là mua nó. Đó là hiệu ứng thích lan truyền, hay còn gọi là hypebeast. Ngoài ra còn có một số định nghĩa khác cho hypebeast như để dành hết tiền bạc để sắm sneakers, thèm khát những phiên bản sneakers cộng tác với Supreme chẳng hạn mà không hề biết trượt ván, thèm khát những phiên bản Air Jordan huyền thoại mặc dù chưa từng chơi hoặc là xem bóng rổ, xếp hàng cả một tuần bất chấp thời tiết như thế nào luôn để chờ một đôi giày phát hành, săn hết đồ mà ngôi sao đã từng mặc, chê người khác ăn mặc xấu vãi chỉ vì họ đi giày và mặc đồ những hãng như là Kappa, New Balance hay là Asics. Phân tích theo kiểu ngữ nghĩa thì hype nghĩa là cường điệu, còn beast nghĩa là người mà mình ghét. Hypebeast có thể hiểu là cường điệu quá người mình ghét, nghĩa là nó có đôi giày nào thì mình cũng phải có, hoặc là nó thích thôi thì mình cũng phải có, mua vì sở thích của người khác chứ không phải là sở thích của mình. Nói chung các bạn có thể hiểu hypebeast nghĩa là theo trào lưu, tiêu cực một chút thì có thể là hơi hoặc quá cuồng về quần áo, giày dép. Vậy hypebeast bắt nguồn từ đâu, từ khi nào và số lượng hypebeast nhiều như thế nào? Hypebeast được dành chủ yếu để nói về vấn đề thời trang và ăn mặc. Và trong thời trang thì đôi giày chính là thứ mà kết nối con người trực tiếp với mặt đất và cũng là thứ bắt nguồn của hypebeast. Theo thống kê năm 2015 thì chỉ riêng ở Mỹ đã có 9 triệu đôi giày được bán lại, tổng giá trị là 1,2 tỷ Trump, tương đương với 27.000 tỷ Việt Nam đồng. Mỗi năm các bạn xem là thực sự thiếu hàng dài người đứng xếp hàng để chờ được mua iPhone, nhưng những hàng người đứng xếp hàng để đợi mua Nike diễn ra thường xuyên hơn tới 104 lần. Điều đó chứng tỏ cộng đồng hypebeast cực kỳ đông và các bạn không hề cô đơn. Mình cũng không hề cô đơn. Thế hypebeast là tốt hay là xấu? Cái gì thì cũng có hai mặt. Cá nhân mình thấy hypebeast là tốt khi chúng ta học theo những cái tốt để làm mới và nâng cấp bản thân. Việc học theo cách ăn mặc của những ngôi sao là không hề sai, không hề sai. Họ nổi tiếng, họ giàu có, họ có những đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp rất là lớn để tư vấn thời trang. Con người khi mới sinh ra không ai có thể tự biết ăn mặc đẹp, biết giao tiếp tốt, vân vân. Từ lúc chào đời chúng ta đã học bằng cách bắt chước những người xung quanh, dần lớn lên ai biết bắt chước có chọn lọc, bắt chước những người tốt hơn, những người giỏi hơn thì chắc chắn là sẽ thành công hơn. Vậy các bạn hãy tham khảo cách ăn mặc của những người nổi tiếng và chọn lọc ra cái nào là hợp với phong cách, với ngoại hình của mình nhất và quan trọng nữa là hợp với kinh tế của mình nhất. Nếu thích cái bộ đồ của ông này quá nhưng mà bây giờ chưa có đủ kinh tế thì lại có thêm động lực để kiếm tiền, sau này thích mặc gì thì cũng mua được. Hypebeast một cách tích cực nghĩa là sự vươn lên, sự hòa nhập khi cô đơn được xếp hạng là nỗi sợ lớn nhất trên đời. Thì hypebeast chính là một phần trong con người của mỗi chúng ta. Chúng ta không sống một mình, chúng ta sống trong một cộng đồng và ai cũng có nhu cầu được khẳng định bản thân và gây ấn tượng với mọi người. Như Tổng thống Trump có nói khi còn làm tỷ phú bất động sản như sau: xe Porsche đắt gấp 10 lần xe thường nhưng không hề chạy nhanh gấp 10 lần, nhưng tất cả mọi người sẽ biết là bạn giàu có khi bạn đi xe Porsche, và mọi người sẽ biết là bạn giàu có khi bạn sở hữu một căn hộ trên tòa tháp Trump. Tâm lý chung của con người là ai cũng muốn khoe nhưng không cần phải nói ra trực tiếp với người xung quanh là mình đang khoe. Kêu kê làm tổng thống nóng quá.
Tóm lại, Hypebeast không chỉ là câu chuyện xung quanh những đôi giày, nó tồn tại trong mọi hoàn cảnh, mọi địa vị xã hội xung quanh chúng ta. Chúng ta hãy là những Hypebeast chân chính, thông minh, luôn biết lựa chọn những điều tích cực. Đến với câu hỏi tiếp theo, GG là gì? Tại sao ai cũng thích GG? GG là những đôi giày được thiết kế bởi Kanye West, một biểu tượng thời trang và là rapper nổi tiếng trên thế giới. Khi giày GG còn chưa xuất hiện, một số đôi giày của Nike bỗng nhiên cháy hàng và giá bán lại thì cao ngất ngưởng sau khi được ông Kanye này đeo. Ví dụ như đôi Nike Air Max 90 này được bán lại với giá 800 đô la, khoảng hơn 18 triệu đồng. Thì sau một vài lần xuất hiện trên chân với ông Kanye Tây này, ngay lập tức nhận thấy miếng bánh béo bở này, thì Nike cùng Kanye West đã hợp tác để cho ra mẫu giày Nike Air GG do chính Kanye West thiết kế. Và họ đã thành công khi thiết kế này mỗi khi được Nike cho lên kệ đều cháy hàng cực nhanh và được bán lại với giá khoảng 3.000 đến 4.000 đô la, khoảng 70 đến 90 triệu Việt Nam đồng. Và cứ thế trào lưu thích GG lan tỏa khắp thế giới, lan tỏa đến các bạn, lan tỏa đến mình. Bỗng nhiên sáng ngồi dậy mình thấy một email từ trang chủ Adidas báo là mẫu GG Power Face vừa lên kệ. Lúc đó thì cũng chẳng hiểu Power Face là cái gì. Ấn vào thì thấy cái giao diện lạ hoắc, đập vào mắt là một cái đôi giày xấu tệ xấu hại, phải nói là xấu vãi y như là giày lao động. Nhưng mà nhìn thấy giá chỉ có 120 euro, khoảng 3.4 triệu Việt Nam đồng. Ở dưới còn có ghi sản phẩm này không thể kết hợp với bất kỳ khuyến mãi nào mà bạn có, nghĩa là chỉ có thể nhanh tay mua được với giá gốc mà thôi, mà mỗi người chỉ mua có một đôi. Thế là chẳng suy nghĩ gì nhiều, mình nhấn mua luôn vì sợ các thánh giày của Đức mua mất GG mà. Và đúng thật, vài tiếng sau vào lại trang chủ Adidas xem thử thì đã thấy báo là hết hàng rồi, không còn size nào cả. Hai ngày sau thì mình nhận được cái hộp này. Giờ mình sẽ unbox cho các bạn xem, cũng như là nói thêm, chia sẻ thêm về trào lưu GG nói chung. Hộp carton bên ngoài cũng có những logo của Adidas rất là đẹp. Bên trong thì có tờ thông tin xác nhận giao hàng và điều khoản khiếu nại các thứ, cùng với một tấm thẻ sưu tầm. Và lần này mình nhận được một tấm thẻ rất là đẹp, in cách điệu đôi Ultra Boost nổi tiếng. Hộp giày thì hơi lạ vì nó giống hệt với những hộp của những đôi Adidas bình thường luôn. Mà không biết mấy ông giao hàng hôm nay có phải là anti-fans của Adidas không mà ông ấy ném méo hết hộp của tôi như thế này. Ok, còn đây là đôi giày nguyên zin. Cầm trên tay ngắm nghía kỹ thì thấy nó cũng đẹp phết các bạn ạ. Chắc do hai ngày chờ đợi xong đọc tin tức thấy nhiều người khen nên cũng tự thấy nó đẹp hơn sao ấy. Da nó mềm vãi luôn các bạn ạ. Mềm như da em bé, mà mình cũng chẳng biết da em bé nó mềm như thế nào. Nghe thiên hạ hay so sánh thế. Cái đẹp gì mềm cũng bảo là mềm như da em bé, nhưng tôi đảm bảo với các ông là nó mềm như da thiếu nữ luôn. Cái này thì tôi biết. Which is amazing. Đôi giày này theo mình nhớ là có màu đen, màu xám và màu trắng. Đôi màu trắng từ lần đầu xuất hiện trên chân của Kanye West thì các sneaker fan đã soi ra là trông nó rất giống với đôi giày Reebok Workout. Rồi các fan của Adidas, fan của Reebok, rồi thậm chí fan của Nike các thứ vào cãi nhau ầm ĩ cả lên xem ai là người ăn cắp ý tưởng của ai. Dù mẫu giày Reebok Workout được ra đời trước, nhưng chính hãng Reebok đã thuộc về quyền sở hữu của Adidas từ năm 2005. Sau này tận tháng 3 năm 2017 thì Adidas mới ra mẫu GG này. Nhưng anh em ở nhà giống nhau là chuyện quá bình thường, có gì đâu mà các ông cãi nhau đúng không? Nhìn thì nó giống nhau thật, nhất là cái đám cổ điển và cái phần cửa sổ có viết logo của hãng này. Vậy lý do gì chúng ta phải bỏ ra số tiền ít nhất là gấp đôi, thậm chí giá bán lại có thể gấp nhiều lần để mua cái đôi GG này thay vì là mua một đôi Reebok Workout? Đơn giản vì tên của nó có chữ GG và trên thân giày có logo của Adidas, và đó là sản phẩm hợp tác giữa Kanye West và Adidas. Đối với rất nhiều người và nhất là fan của cái anh auto đẹp trai Kanye West này thì đó thậm chí là một mức giá quá rẻ luôn. Một ví dụ nhỏ là hai chiếc áo nhìn giống hệt nhau như thế này, trong khi chiếc áo bên phải có thể tìm mua ngoài chợ với giá 50.000 thì chiếc áo với logo của Adidas có giá tới 80 euro, nghĩa là khoảng 2.3 triệu Việt Nam đồng. Đắt hơn bao nhiêu lần nhỉ?
46 lần. Tất nhiên áo Adidas chất lượng cao hơn, mặc sướng hơn và bền hơn. Nhưng kể cả nếu bây giờ mình có thuê được những bác thợ may lành nghề nhất để về may được một chiếc áo giống hệt như vậy, nhìn giống hệt, chất lượng cũng bằng, thậm chí còn hơn, cũng không thể bán với giá 2,3 triệu được. Thậm chí bán rẻ hơn nhiều cũng chẳng ai mua luôn. Cái quan trọng nhất vẫn là yếu tố thương hiệu, sang trọng hơn, sang chảnh hơn, hay nói kiểu nghe nghe một chút thì là oai hơn. Một đôi giày Adidas hay bất kỳ của một thương hiệu nổi tiếng nào khác, nếu bỏ đi khâu tiếp thị, quảng cáo thì còn lại chỉ là vài miếng xốp, mút, lưới và một vài bộ phận khác nữa được gắn với nhau bởi keo dán mà thôi. Theo thống kê năm 2015 thì Adidas đã phải bỏ ra tới 17% doanh thu thuần chỉ cho việc quảng cáo thương hiệu, và chúng ta đã bỏ tiền ra để được hưởng cái sự sang trọng mà họ đã gây dựng nên. Quay lại với đôi giày, ngoài mấy cái phần tiếp xúc nhiều với da thịt được đệm đầy lên cho êm, còn những chỗ khác như là chỗ này thì da mỏng như giấy, vừa mềm vừa mỏng, cảm giác như là lấy tay xé ra được luôn. Nhưng mình thấy chất lượng da khá là tốt, nó không bị nhăn hay là gấp nếp khi sử dụng lâu. Đáng chú ý nhất là phần họa tiết ngoài cái cửa sổ tâm hồn này thì ở đây có thêm một dòng chữ màu vàng kim loại rất nổi bật trên nền đen. Cái dòng chữ Calabasas này rất nhiều fan của Kanye West vẫn đang thắc mắc không hiểu nó nghĩa là gì cả. Theo tin đồn thì Adidas Calabasas sẽ là dòng sản phẩm kết hợp giữa Kanye West và Drake. Cái ông Drake này là người Canada, cũng là một rapper nổi tiếng như cái ông Kenny Tay này. Hai ông này chơi nhau từ hồi mới làm bạn. Ngoài ra thì ổng còn là ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất ghi âm và diễn viên nổi tiếng, cũng đang được báo chí săn đón rất là nhiệt tình. Đấy là những điểm đặc biệt nhất trên đôi giày này mà mình muốn chia sẻ với các bạn. À mà đôi giày này các bạn nên đi đúng size, da giày màu đen, nhìn xa gần giống với giày Tây, nên các bạn tránh phối đồ với quần thể thao kiểu như là vải cotton hay là polyester. Nên phối với quần kiểu vintage hoặc là lịch sự một chút như quần Tây hoặc quần jean. Nếu vẫn muốn mặc quần thể thao thoải mái thì các bạn nên chọn quần denim jogger như thế này. Một kinh nghiệm khá thú vị khi xem YouTube mà mình muốn chia sẻ với các bạn, vì xem quá nhiều videos nên nhiều khi mình không nhớ được là video này đã xem hay là chưa. Vì thế, mỗi lần khi xem hết một video, các bạn hãy ấn like hoặc là dislike để đánh dấu là mình đã xem video này. Nếu các bạn thấy hay thì hãy nhớ ấn subscribe để theo dõi kênh của mình và nhận thêm nhiều thông tin bổ ích khác nhé. Xin cảm ơn mọi người đã xem video và xin chào.